Công ty bất động sản Anh Phát xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 12 tháng 10 năm 2020. Thì xin gửi tới quý khách hàng một căn nhà 570 triệu tại ngõ đường Nguyễn Bính. Căn nhà này với diện tích là 57 mét vuông, giá tiền là 570 triệu. Thiết kế là có 2 phòng ngủ, có một vệ sinh, có sân phơi này và sân cổng. Với phân khúc tầm này thì chắc chắn là ở Nam Định thì rất là ít nhà với cái giá 570 triệu và diện tích là 57 mét vuông. Nhà này nhà xây mới tinh bình tỉnh các bác nhá. Đây là phòng khách này, phòng ngủ tầng 1 nhá. Phòng ngủ này thì rất là thích hợp với những khách hàng mà có người già, người cao tuổi thì không leo cầu thang nữa mà mình ở bên dưới luôn. Tay vịn cầu thang bằng gỗ này, tủ bếp cũng gỗ này, thiết kế rất là hợp lý. Đây là vệ sinh. Em lên tầng 2 để quay cho các bác xem nhé. Đây, phòng ngủ trên tầng 2 các bác này. Em lướt qua cho các bác xem. Đây là cái sân phơi. Đấy, sân phơi này cũng rất là rộng. Với phân khúc tầm này thì ở Nam Định thì rất là hiếm. Cái nhà nào mà có cái diện tích lớn như này mà giá 570 triệu. Lại nằm ở ngay phố trung tâm của thành phố Nam Định. Chủ nhà thì mua về thì chỉ cần mình làm cái cổng ở bên ngoài này. Đây là chủ đầu tư thì người ta chưa làm. Đấy, mình làm cổng và làm một bồn hoa chạy thẳng ra cổng luôn. Đấy, các bác nhìn nhá. Đấy, làm cái cổng ở đây nữa thì cái căn nhà này nâng lên cái giá trị rất là nhiều. Đấy, hai bên là hoa này. Đấy. Đấy, xin cảm ơn quý khách hàng nhá đã theo dõi trang của công ty bất động sản An Cư Phát. Các bác là có nhu cầu là mua và tham quan căn nhà này thì cứ điện cho bọn em, văn phòng tại số 5 đường Trần Phú hoặc là số 624 đường Giải Phóng. Đây em lướt qua để cho các bác xem tiếp. Đấy. Tiếc nhất là cái sân cổng rộng như này mà các bác chủ đầu tư là vẫn chưa xây này. Vẫn chưa làm. Cái giá trị căn nhà thì như vậy thì nâng lên rất nhiều. Thôi xin kính chào quý khách nhá. Hẹn các bác vào một clip sau.